Kênh video Đức Phú Trần hân hoan gửi lời chào đến đại gia đình. Kính thưa đại gia đình, Đức Phú Trần tôi đang di chuyển từ ở hướng Nam của huyện đảo Phú Quốc về lại hướng Đông. Nên xin được chia sẻ với đại gia đình chúng ta một vài thông tin về huyện đảo Phú Quốc. Đại gia đình thân mến, như chúng ta cũng biết rằng là huyện đảo Phú Quốc đây là cái huyện đảo hòn đảo lớn nhất của nước Việt Nam chúng ta. Và đây là đảo lớn nhất trong 22 đảo trong lòng trong mình Vịnh Thái Lan. Thì thưa với gia đình mình là với diện tích tự nhiên cũng như vị trí địa lý thì huyện đảo Quốc có một cái tầm quan trọng, rất là quan trọng. Chính vì thế là đã có nhiều cái kế hoạch để phát triển huyện đảo Quốc trở thành khu đặc khu kinh tế. Bởi vì hiện nay chúng ta có ba cái nơi mà có thể phát triển thành khu đặc khu kinh tế, tức là khu kinh tế đặc biệt. Một là Vân Đồn ở Quảng Ninh, hai là Bắc Văn Phong của tỉnh Khánh Hòa, và ba đó là huyện đảo Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang. Và những video clip kế trước, Đức Phú Trần tôi đã có dịp chia sẻ với đại gia đình chúng ta về tầm quan trọng cũng như vị trí địa lý, tiềm năng tự nhiên sẵn có của huyện đảo Quốc. Nên huyện đảo Quốc là có cái tiềm năng lớn nhất để phát triển thành khu đặc khu kinh tế, là khu kinh tế đặc biệt. Và huyện đảo Quốc nằm trong cái khu vực bốn hướng đông tây nam bắc, thì một năm nhận được hai luồng gió, gió đông bắc là gió từ Trung Hoa thổi qua tháng 8, tháng 9, tháng 10, 11, 12, và thứ hai là gió tây nam, tức là gió từ Vịnh Thái Lan thổi lên, gió từ thềm lục địa, gió Lào. Đó thì mưa ở huyện đảo Quốc này từ tháng 5, tháng 10 và nắng là từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Chính vì thế là ở đây, ở khu vực hiện tại Đức Phú Trần tôi đang di chuyển, đó được coi là cái bờ nam, hướng nam của đảo. Thì với chiều dài của huyện đảo Quốc đi từ đầu đến cuối, theo cái bản đồ của huyện đảo Quốc giống như là cái đuôi gà, thì chúng ta đi từ điểm bắc đến với điểm đông thì khoảng 50 cây số, và chiều rộng là khoảng 25 cây số. Như vậy thì nguyên cái sườn ở bên tay trái màn hình bây giờ đại gia đình đang thấy đây, đây được coi là khu vực ở phía nam của huyện đảo Quốc đi về lại phía đông. Chính vì thế ngay trung tâm của đảo Quốc đó là thị trấn Dương Đông, tức là nằm ở phía đông của đảo Quốc, và trước đây có trồng nhiều cây dương, miền Bắc gọi là cây phi lao nên gọi là thị trấn Dương Đông. Thì đi từ hướng nam này, tức là đi từ ở cảng An Thới mà về lại thị trấn Dương Đông. Thì thưa gia đình là cái khu vực này gia đình cũng thấy là đường xá rất là khang trang, sầm uất, mặc dù là đây chúng ta còn thấy hoang vắng, nhưng mà hiện tại thì cơ sở hạ tầng ở đây được xây dựng khá là khang trang. Gia đình thân mến, như chúng ta thấy rằng là ở khu vực này, đây là cái khu vực được đầu tư cơ sở hạ tầng khá là khang trang, điện đường trường trạm. Đường Đức Phú Trần tôi đang đi, đây là đường trải nhựa và có giải phân cách, có hệ thống đèn đường. Và dĩ nhiên thì đã được quy hoạch rất là rõ, bởi vì nguyên cái khu bên tay trái của màn hình hiện tại bây giờ đó là khu vực đi từ hướng nam về hướng đông, và ta gọi là bãi trường. Bãi trường này dài khoảng 20 cây số. Trước đây là một cái vùng đất hoang vu, người dân người ta sống chủ yếu về nghề thủy hải sản. Tuy nhiên khi có kế hoạch phát triển huyện đảo Phú Quốc cũng như là phát triển nơi đây trở thành khu đặc khu kinh tế, cho nên hiện tại thì nguyên cái khu bên tay trái này đây là một khu dự án mà tất cả đã có sự đầu tư, đã có sự đầu tư những dự án lớn về resort, về khu vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn. Nên nguyên một loạt các resort cao cấp đã được bọc lên, như chúng ta từng nghe nói là resort Marriott nằm trong cái tập đoàn Sun Group, rồi resort của Mường Thanh, resort của Novotel, resort Intercon, hay là những cái resort của Son nằm trong cái tập đoàn của Melia 4 sao của Nga. Chính vì thế là ở đây là khu được gọi là khu đóng băng, tức là không có nhà dân mà tất cả đều là khu dự án. Gia đình cũng thấy rằng là hai bên đường đã được cái sự đầu tư rất là khang trang về điện đường trường trạm.
Và nơi xa xa ở tòa nhà mà chúng ta đang đang xa xa đó, đó là cái resort của Intercon, một resort 5 sao rất là đẳng cấp thưa với gia đình. Cả nhà thân mến, ở video này Đức Phú Trần tôi muốn chia sẻ với gia đình, cả nhà chúng ta về cái địa danh Phú Quốc ở đây. Thưa gia đình mình, về địa danh Phú Quốc, cái tên gọi Phú Quốc thì ở đây có hai cách giải thích về cái tên gọi này. Một cái cách giải thích thứ nhất là tên gọi từ được đọc trại từ cái chữ căn khẩu quốc của thời ông Mạc Cửu, và cái tên gọi thứ hai là từ thời Phúc Quốc của thời ông Nguyễn Ánh. Chính hai cái tên gọi này đã trở thành cái chữ Phú Quốc như ngày nay. Trở về lịch sử một tí thì như chúng ta cũng biết rằng là nước Đại Việt chúng ta trước đây là đến với khu vực của Quảng Bình, có khu vực đèo ngang gánh nặng hai vai, một vai Hà Tĩnh, một vai Quảng Bình. Thì vào thời nhà Trần, năm 1306, vua Trần Nhân Tông đã gả con gái của mình, đó là công chúa Huyền Trân, cho vua Chế Mân. Bởi vì chúng ta có vương quốc Chăm Ba Cổ sống song song nước Đại Việt chúng ta từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 17. Và từ Quảng Bình chạy dài cho Bình Thuận, trước đây đó là giải đất của vương quốc Chăm Ba Cổ. Và năm 1306, để làm quà sính lễ để cưới công chúa Huyền Trân về làm vợ của vua Chế Mân, vua Chế Mân đã cắt hai châu, châu Ô Châu Lý hay châu Ô Châu Rí, là một vùng đất khá là dài trên 300 cây số từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế vào phần của Đà Nẵng. Nên hiện tại gia đình chúng ta đến với Đà Nẵng, chúng ta sẽ gặp được địa danh đó Nam Ô. Nam Ô là phía nam của châu Âu trước đây. Vậy năm 1306, nước Đại Việt chúng ta đã lên tới Đà Nẵng. Và sau đó đến mở rộng từ từ trong quá trình 5 tiếng, thì đến năm 1471, nước Đại Việt chúng ta đã vô tới Thạch Bi Sơn, tức là núi đá bia, ranh giới của tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên. Đến năm 1563 thì nước Đại Việt chúng ta đã vô tới Nha Trang, tức là nơi đó chúng ta có thành Diên Khánh. Năm 1693 thì chúng ta đã vô tới Bình Thuận, Phan Thiết. Năm 1698 thì nước Đại Việt chúng ta đã mở rộng đến Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn, và có được vùng đất này là năm 1708. Đến thời điểm này thì vào thế kỷ 16-17, đất nước Trung Hoa đã có một cái sự biến cố lớn là nhà Thanh lên lật đổ nhà Minh. Chính vì thế những vị quan cận thần của nhà Minh không đồng thành với những chính sách của nhà Thanh đưa ra. Chính vì thế là họ đã làm cuộc đảo chính mà chúng ta thường nghe nói là phong trào Thiên Địa Hội phản Thanh phục Minh. Rất tiếc công cuộc này không thành, nên là những cái vị này đã bất mãn và rời đất nước Trung Hoa sang những nước khác sinh sống, trong đó có Việt Nam ta. Khi sang Việt Nam thì người ta đã mở ra ba cái trung tâm thương cảng sầm uất ở Việt Nam ta thời bấy giờ và thế kỷ 16-17. Một là ông Trần Thượng Xuyên, ông đến khu vực Đồng Nai, tức là thành phố Biên Hòa, ông mở ra cái Cù Lao Phố gọi là Nông Nại Đại Phố. Người thứ hai đó là ông Dương Ngạn Địch, ông về khu vực Mỹ Tho ở Tiền Giang, ông mở ra cái Mỹ Tho Đại Phố. Và người thứ ba là ông Mạc Cửu, ông đó về khu vực Hà Tiên này, ông mở ra cái Mang Khảm Đại Phố. Và trước đây cái khu vực này là của đất nước Chân Lạp, bỏ hoang hóa, không ai dòm ngó tới. Chính vì thế khi Mạc Cửu đến đây, ông đã mở ra cái trung tâm thương cảng sầm uất để trao đổi hàng hóa, trung tâm thương mại của các nước trong khu vực thời bấy giờ. Và người Hoa thì kinh doanh rất là giỏi, chữ tín đưa lên đầu nên là họ đã thành công, trở thành một trung tâm thương cảng sầm uất ở đây thời bấy giờ. Khi trở thành cái trung tâm thương cảng sầm uất như vậy thì một trong những nước hùng mạnh tại bây giờ đó là nước Simla, tức là nước Thái Lan. Bây giờ họ đã có ý định muốn xâm chiếm vùng đất nước này. Ông Mạc Cửu thấy rằng là với thế lực của ông thì khá là thấp kém, không thể nào chống lại với đất nước Simla. Dựa vào nước Chân Lạp thì nước Chân Lạp lúc đó đang suy yếu, không đủ sức, nên ông đã quyết định dâng cái vùng đất này cho nước Đại Việt chúng ta vào thời chúa Nguyễn Quốc Chu. Chính vì thế nước Đại Việt chúng ta có trọn cái vùng chữ S mặt cái hình chữ S cho đến bây giờ, đó là thời chúa Nguyễn Quốc Chu năm 1708,
từ ở Móng Cái, Quảng Ninh và kết thúc ở Nam Căn, Cà Mau, vòng tới Hà Tiên và Phú Quốc này. Như vậy, thời Mà Cửu đã trở thành một cái trung tâm thương cảng tại bây giờ ở đây, cho nên người ta đã gọi khu vực này là Căn Khẩu Quốc. Căn Khẩu Quốc có nghĩa là vùng đất thị tứ, vùng đất buôn bán sầm uất. Nên là từ cái chữ Căn Khẩu Quốc của thời Mà Cửu, người ta đọc lại thành chữ Phú Quốc như bây giờ. Đó là một trong những cách giải thích về tên gọi Phú Quốc. Cách giải thích thứ hai thì chúng ta biết rằng là về lịch sử Việt Nam chúng ta thì có giai đoạn chính chúa 13 vua. Đến giai đoạn chính chúa, khi đến vị vua chúa thứ 9 thì bị suy yếu và có tặc thần Thúc Loan. Mai Thúc Loan đã vơ vét hà khắc, đàn áp dân chúng, cho nên người dân người ta oán thán kêu than mà ta nổi loạn. Khi đó thì có được sự khởi nghĩa của Áo Vải Cờ Đào, ba anh em là Tây Sơn, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ, xuất phát từ dòng sông Con của vùng đất Quy Nhơn, Bình Định. Chính cái cuộc khởi nghĩa này hợp với lòng dân, nên được người dân người ta hưởng ứng rất là hùng mạnh. Và khi đó thì ba anh em nhà Tây Sơn với cuộc khởi nghĩa Tây Sơn đã giành thắng lợi vang dội. Tuy nhiên, với dòng dõi của chú Nguyễn vẫn còn một cái người, đó là ông Nguyễn Phúc Ánh, tức là ông Nguyễn Ánh. Nếu muốn gây dựng lại cái cơ đồ sự nghiệp của tổ tiên cha ông mình, chính vì thế có sự tranh chấp quyền hành quyền lực của ông Nguyễn Ánh và ông Nguyễn Huệ. Tuy nhiên lúc ông Nguyễn Huệ ông còn sinh sống, còn sống thì có sự tranh chấp quyền hành đó, thì ông Nguyễn Ánh bị ông Nguyễn Huệ rượt đuổi đánh rất là nhiều trận. Và ông Nguyễn Ánh chỉ có nước chạy thôi, bởi vì không có thể đánh lại ông Nguyễn Huệ. Chúng ta biết rằng là Nguyễn Huệ là vị vua Quang Trung Việt Nam ta, đây là một vị tướng tài, vị vua tài. Từ lúc ông sinh ra đến ông mất đi, chưa một trận nào ông thua hết. Và có thể nói rằng là ông chưa đánh đã biết thắng. Nếu mà trận Đống Đa, Ngọc Hồi, thì ông đã từng khao quân ăn Tết sớm tại ở đèo Tam Điệp, và hẹn các ngươi đến mùng năm ăn tốt tiếp, tức là ông chưa đánh ông đã biết thắng rồi, cho nên ông khá là tài giỏi. Và trong quá trình tranh chấp quyền lực với Nguyễn Ánh thì ông đã nhiều lần đánh Nguyễn Ánh chạy rất là nhiều nơi. Đầu tiên ông đánh Nguyễn Ánh từ ở giáp miền Trung, từ ở khu vực ở Quảng Nam, Đà Nẵng, vân vân, và đánh đến nỗi ông Nguyễn Ánh mới chạy loạn. Và trong quá trình chạy loạn thì một phi tần của Nguyễn Ánh, đó là bà Phi Yến, đã xin hội hoàng tử của mình ở vùng đất trong một cái vườn cải của khu vực Hội An, nên hoàng tử đó khi sinh ra được đặt tên là hoàng tử cải hơn gọi là hoàng tử Hội An. Sau đó thì đánh Nguyễn Ánh chạy vô tới vùng đất Đồng Tháp. Khi đó ông Nguyễn Ánh ông thấy rằng là đem nhiều cung tần mỹ nữ quá, đã chạy loạn rồi mà còn đem nhiều cung tần mỹ nữ thì rất là vướng víu. Chính vì thế là ông đã bỏ lại ở khu vực Nha Mân, Đồng Tháp một số cung tần mỹ nữ. Chính vì thế người ta có cái truyền miệng nhau rằng là vùng đất Nha Mân, Đồng Tháp có rất là nhiều người phụ nữ đẹp, bởi vì nơi đó thì còn lưu giữ lại những cái dòng dõi của vua chúa ngày xưa, mà phong tần mỹ nữ của vua chúa thì rất là đẹp. Nên người ta có câu rằng là gà nào hay bằng gà Cao Lãnh, gái nào mảnh tức là gái nào đẹp bằng gái Nha Mân. Nên ở Đồng Tháp. Sau đó đánh ông Nguyễn Ánh chạy lên tới Cần Thơ. Nguyễn Ánh đã từng trú ngụ ở vùng đất Cần Thơ. Và với cái địa danh Cần Thơ cũng là có cách giải thích là từng là một cách đặt tên của ông Nguyễn Ánh. Bởi vì ông Nguyễn Ánh khi đến đây, khi đi trên dòng sông Hậu hay là sông Cần Thơ, một nhánh sông Hậu, ông đã từng nghe những người dân ở đây với người vùng sông nước yêu thơ, văn, thơ ca, điệu hò, điệu lý. Cho nên ông đặt cái vùng đất này là Cầm Thi Giang, ý nói rằng là dòng sông có nhiều thơ văn. Từ cầm chữ Cầm Thi Giang của Nguyễn Ánh thì đọc trại thành chữ Cần Thơ. Tuy nhiên có người cũng giải thích Cần Thơ là đọc trại từ chữ Can Thót, bởi vì người ta nói rằng là vùng đất này là của nước Chân Lạp Khmer trước đây, và người Khmer trước đây người ta gọi vùng đất là Can Thót, tức là con cá sặc. Từ chữ Can Thót đọc trại là chữ Cần Thơ. Hay là có cách giải thích là Cần Thơ thì được đọc trại thành chữ có nhiều gạo cần mùi gạo thơm, vân vân. Thì đó là một trong những cách giải thích của Cần Thơ. Sau đó đánh ông Nguyễn Ánh chạy ra tới vùng đất Phú Quốc này, và Nguyễn Ánh phải trú ngụ ở vùng đất Phú Quốc này, nên Nguyễn Ánh đã từng đặt cái vùng đất Phú Quốc này là Phúc Quốc,
ý muốn mong rằng là sẽ từ mảnh đất này sẽ khôi phục Giang Sơn. Cho nên từ cái chữ Phục Quốc của Nguyễn Ánh được đọc trở thành chữ Phú Quốc bây giờ, đó là một trong hai cách giải thích về cái tên của Phú Quốc. Và khi đánh ra tới Phú Quốc này, ông Nguyễn Huệ ông đuổi đánh tiếp. Chính vì thế là Nguyễn Ánh lại chạy tiếp và để dông thuyền ra Côn Đảo, tức là đảo Côn Lôn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và khi dông thuyền ra vậy thì cái thuyền nó bị rướng lên một tảng đá. Chính vì thế đã có một cái công thần, một vị quan trung thành đã hy sinh thân mình nhảy xuống để nâng cái chiếc thuyền ra khỏi tảng đá đó. Cho nên ở Phú Quốc này còn ghi dấu lại một cái di tích, đó là mũi ông Đội. Đó là nói nhớ về một cái người thần đã hy sinh thân mình để đội chiếc thuyền thoát khỏi cái tảng đá đó để cứu chú Nguyễn Ánh thời bấy giờ thoát khỏi cái tay truy đuổi của ông Nguyễn Huệ. Sau đó đánh ông Nguyễn Ánh chạy ra tới Côn Đảo, tới đảo Côn Lôn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bây giờ. Thì ra đến đây thì ông Nguyễn Ánh ông quyết định là sẽ dừng lại và kháng cự, đánh trả lại chứ không còn chạy nữa. Thì phi tần của Nguyễn Ánh đó là bà Phi Yến đã khuyên với ông rằng là thế giặc rất là mạnh, tấn công nên lui về bảo toàn lực lượng là hơn. Thì ông Nguyễn Ánh ông cho rằng là bà là phận đàn bà nữ nhi, không biết vì về chính trị quân sự hay là bà có một ý tư thông với địch, nên ông đã tức giận và giam bà vô một cái hang đá. Và ông mang theo cái cậu hoàng tử mà đã sinh trong cái vườn cải ở Hội An đó, nên gọi là hoàng tử cải, hoàng tử Hội An. Lúc này cậu có 2-3 tuổi và cậu bé vì quá nhỏ cho nên là cứ khóc đòi mẹ, không có mẹ thì không chịu đi. Cho nên ông mới nói rằng là thằng bé này nó còn nhỏ vậy mà nó đã rất tâm theo mẹ nó, chắc lớn lên chắc nó cũng không theo ta, nên ông đã nắm bé quăng xuống biển luôn. Nên hiện tại bây giờ khi gia đình chúng ta ra đến với Côn Đảo, đảo Côn Lôn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì chúng ta sẽ tham quan viếng được miếu bà Phi Yến, cũng như là tham quan viếng được cái mộ hoàng tử Cải, hoàng tử Hội An này ở tại Côn Đảo. Và sau câu chuyện đó thì khi ông Nguyễn Ánh ông đã dông thuyền cùng đem quân đánh trả lại với ông Nguyễn Huệ thời đó, thì người dân làng người ta đã cứu bà Phi Yến ra khỏi cái hang đá đó. Và người ta rất là kính trọng bởi vì đây là vợ, đây là phi tần của vua, của chú thời xưa. Cho nên là khi mà tất cả những cái làng cỏ ống vân vân ở trên cái Côn Đảo này có lễ hội gì thì đều mời bà đến dự và họ rất kính trọng. Tuy nhiên bà rất là đẹp bởi vì bà là phi tần của vua Gia Long tên Nguyễn Ánh, cho nên bà rất là đẹp. Thì trong một cái bữa tiệc nọ có một cái tên đã thấy cái nhan sắc bà nên đã đem lòng ham muốn và muốn cưỡng hiếp bà để giữ gìn sự trinh tiết thờ chồng, nên bà đã quyên sinh. Và trước khi bà mất, bà đã hát lên câu rằng là gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay. Đó là một câu hát mà tất cả những người phụ nữ Việt Nam hai sinh con ra nuôi con cũng đều ru con bằng câu hát này. Nhưng ít có người biết được đó là một cái câu chuyện thương tâm của một gia đình tại xa xưa. Sở dĩ bà hát câu đó là bởi vì bà tên tục của bà là bà Lê Thị Râm, và cậu con của bà đó là hoàng tử Cải, hoàng tử Hội An mới sinh trong vườn cải. Cho nên bà trước khi mất thì bà đã có hát lên câu là gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay, là như thế. Thì thưa với gia đình thân mến, sẵn đi về cái cung đường này, Đức Phúc Trần tôi xin được chia sẻ chúng ta về thông tin về tên gọi của huyện Đảo Quốc. Và ở huyện Đảo Quốc này là một cái huyện đảo mà rất là tuyệt vời, là bởi vì chúng ta tận hưởng được, ngắm nhìn được đó là hai cái cảnh hoàng hôn và bình minh. Bởi vì đang đi trên cung đường này thì bên tay trái chúng ta là thuộc về hướng đông, nơi đây thì chúng ta có thể ngắm được bình minh buổi sáng. Và bên tay phải xa xa đó là hướng tây, chúng ta có thể ngắm được hoàng hôn buổi chiều. Cho nên huyện Đảo Quốc là nơi mà chúng ta có thể ngắm được bình minh và ngắm được hoàng hôn. Thay vì nếu chúng ta đi những nơi khác thì chúng ta không ngắm được hai điểm, mà chúng ta chỉ ngắm được một trong hai mà thôi. Rất cảm ơn đại gia đình đã cùng quan tâm, ủng hộ, theo dõi kênh video Đức Phúc Trần. Và mong quý vị cùng tiếp tục ủng hộ cũng như có những lời đóng góp chân thành để kênh video
ngày càng hoàn thiện hơn, hay hơn, có những hình ảnh đẹp, những thông tin hay gửi đến gia đình chúng ta. Chúc chúng ta có một buổi chiều thật tốt lành, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Hẹn lại đại gia đình ở những video kế tiếp. Cảm ơn rất nhiều.